là nhà hướng Bắc thì đặt bếp ở đâu? Bếp à, nhà hướng Bắc thì đặt bếp ở đâu? Nhà hướng Bắc hướng Bắc thì đặt bếp ở cuối nhà bên tay phải, nghĩa là chỗ này là vị trí đặt bếp tốt nhất. Tốt nhất. Và nếu muốn cái bếp này phát triển được thì đặt cho tôi một thạch thủy bình ở bên phải của cửa. Thạch thủy bình ở bên phải của cửa. Đây là phương pháp đặt bếp của người Tàu nhé. Đây là phương pháp đặt bếp người Tàu nhé. Bởi vì hôm nay chị nói chuyện với tôi về phong thủy, các chị biết rằng nó không giống với ai cả. Thì đây là phương pháp đặt bếp của người Tàu. Đấy. Và với cách đặt bếp này thì sẽ làm cho con cái phát triển cực tốt nhé. Làm cho con cái phát triển cực tốt. Ghi cho tôi nhé. Thế bây giờ nhà ông nào hướng Bắc, đây tôi xem ngoài cách một bếp này công đặt như thế nào, và tôi sẽ nói ra câu chuyện là nhà công sao. Nhà hướng Bắc nhá, nghe cho rõ nhá các anh chị nhá. Thầy ơi, nhà em hướng khác là ao đấy nhá, nói trước. Rồi bắt đầu hỏi, xin mời anh Sinh Quang, hình như mới Nguyễn Sinh Quang là học tôi phải không nhỉ? Phải không? Học viên phải không? Học viên giơ tay là không được đâu nhá. Ở trước đấy. Học viên giơ tay không được đâu. Sửa ngay lại đi. Chị Vũ Thủy, nhà mình hướng Bắc hay sao? Vâng thầy ạ, à, nhà em bắt 12 độ ạ. 12 độ Bắc. Mặt tiền Dạ. bao nhiêu? Mặt tiền 5 mét ạ. Chiều sâu bao nhiêu? À, sâu 15 thầy ạ. Sâu 15 mét. Bếp đặt bên nào? Nhà em đặt bên tay trái, tính từ hướng đi vào nhà. Từ đi vào bên tay trái bên này hả? Bên Bên này. vâng đúng rồi ạ. Bếp đặt bên này. Cách từ cuối xa không? Cách tường cuối khoảng 3 mét ạ. 3 mét hơn đi. Dạ. Chỗ này phải không? Sau Vâng. cầu thang bên này phải không? Là cầu thang bên đối diện ạ. Bên này Nhà em hả? tính từ cửa vào thì cầu thang là bên tay phải, còn bếp thì lại phòng ở bên trong đi bên tay trái. Đây, bếp ở đây, cầu thang bên này đúng không? Dạ đúng rồi. Nhà vệ sinh ở chỗ nào? Nhà vệ sinh thì lại ở cuối nhà nhưng mà ở cùng với hướng cầu thang ạ. Bên này. Dạ. Dưới nhà có một cái cửa nào đi xuống không? Có cửa sổ nào Có một cái cửa thông ra vườn ạ. không? Chỗ này hả? Dạ. Nhà 12 độ. Ai đo cho 12 độ? À, đợt trước em có nhờ trợ lý của thầy đo giúp định vị ạ. Vâng. Rồi, thì tốt rồi, tin tưởng luôn. Nhà Vâng ạ. 12 rất may, rất may, rất may là cái bếp không đặt góc này mà đưa lên 3 mét, đấy là điều vô cùng may mắn. Thế thì cái may mắn này tuy là không đặt bếp ở bên phải, nếu đặt bên phải thì tuyệt vời hơn nhiều, nếu đặt ở chỗ này thì tuyệt vời hơn nhiều. Ngày xưa là thử trước là được bên phải đấy thầy, nhưng mà bên phải nó lại cạnh sát nhà vệ sinh nên là nhà em lại chuyển sang bên kia, bên đối diện. Năm 2020 chuyển đấy ạ. Năm 18 thầy ạ. 18 ạ. Vâng ạ. 8 dần ngõ tốt. Thế năm 2020 có mất tiền không?
Có tổn hại bao nhiêu không? Có nhiều. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Bây giờ một người mà người ta còn nói ra cái năm mà mình bị, thế thì gay rồi. Gay rồi. Một người mà người ta còn nói ra cái năm mình bị thì gay rồi. Đã gặp thầy Vâng. nào như thế chưa? Dạ chưa. Chưa gặp thầy nào nói như thế. Dạ vâng. Thế có thấy thầy liều không? Không thì đấy thầy Có nguyên lý của nó nha, nó có nguyên lý của em, nó có nguyên lý của nó. Đường phía trước rộng không? đường nhà em thì nó lại là mặt đường tàu thầy ạ, ra đường quốc lộ 21 nhưng mà nó là nhà em là phía bên đường tàu, là đường bê tông, nó chỉ khoảng 3 mét thôi ạ. Ở Nam Định hay Thái Bình? Em ở Nam Định ạ. Nam Định hả? Vâng. Rồi. Muốn chữa không? Dạ có. Bởi vì như thế này, nhà này Vâng. lặng nhất là lặng danh tiếng, rất là lặng danh tiếng, anh biết cái việc có chẳng có gì thì cũng mang tai mang tiếng. Này. Và điều quan trọng nhất là gì, làm mà cứ đến đoạn sau là học. Đã học. Và nhà này đây không phải là có ông xã mà mình định vợ cho ông xã, nhưng nhà này được em rất thu vén, rất tần tảo và rất chiều chồng, rất chiều chồng. Nó do là gì? Nó do là cái bếp em đặt ở Tây Nam, bên chỗ kia là đúng, thế nhưng nó chỉ đúng cho một mình em thôi, nó chỉ đúng cho một mình em thôi, nó không giải quyết gì cả, nó giải quyết gì cả. Vâng. Thế thì nhà em ấy thì phải giải quyết nhiều thứ, nhiều thứ, bởi vì để mà có một cái quyết định rằng là dám nói trước toàn hệ thống khoảng 500 người như thế này mà dám nói năm 2012 và bị về danh tiếng và tiền bạc ấy, thì nó có nhiều nguyên nhân chứ không phải nguyên nhân từ Dạ. bếp. Mặc dù hôm nay từ bếp, nay là nói chuyện bếp, nhưng mà thấy nó rất bất ngờ. Thế nên trước mắt em làm như thế này, trước mắt của em làm như thế này, nếu có thể thì đập bỏ cái nhà vệ sinh này Ồ. đi, nếu có thể, và nếu tin tôi thì đập bỏ cái nhà vệ sinh này đi. Bởi vì nếu đặt vào đâu tôi chưa thể nói trước được, bởi vì nó liên quan đến kết cấu của nhà mình như thế nào, nhưng nếu có thể thì lên tầng 2 dựng nhà vệ sinh này, và nếu có thể hơn thì em chuyển cái bếp về bên này cho tôi đúng như tôi dặn. Như Vâng. và phía trước đặt nước em làm đúng như tôi, và bỏ nhà vệ sinh đi. Thì nếu như mà em mà có cái cuộc nói chuyện mà em nghe cái câu chuyện này từ trước thì chắc chắn là năm 2020 không tổn hao nhiều như rồi. Vâng. Đấy, còn các yếu tố khác còn liên quan đến giường ngủ, liên quan đến yếu tố khác thì phải quan sát nhé. Rồi. Xin mời một người nhà hướng Bắc tiếp theo để ví dụ tiếp theo. Anh chị thấy là nó rất kinh khủng nhé, nó rất kinh khủng, rất kinh khủng. Chưa nói gì đến nếu mà cái môi trường nó không tốt, nó dẫn đến cái gì, rượu, nghiện rượu, uống rượu và các bệnh về thận, đường thủy, nó sẽ càng ngày càng suy yếu, suy sụp, nó sẽ xảy ra những vấn đề đó.